Thưa quý vị, ngày hôm nay tròn 70 năm về trước, dân tộc Việt Nam ta đã làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, mang tên Điện Biên Phủ. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng với ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta, sự giúp đỡ của các nước chủ nghĩa xã hội và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Và hôm nay tại thành phố Điện Biên Phủ, nơi diễn ra lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, không biết là thời tiết có thuận lợi cho lễ diễu binh diễu hành được diễn ra không chị Đinh Hạnh? Vâng anh Kiên, thưa quý vị khán giả, thời tiết ngày hôm nay tại Bắc Bộ thì hầu hết ở Bắc Bộ đều dịu mát và nhiệt độ toàn miền sẽ không vượt quá 30 độ C. Đặc biệt là tại thành phố Điện Biên Phủ thì vào sáng ngày hôm nay trời sẽ có nhiều mây, nắng nhẹ, khả năng có mưa thấp. Chính vì vậy rất thuận lợi cho các đại biểu, du khách cùng với các cán bộ chiến sĩ tham gia lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tới. Hy vọng rằng thời tiết sẽ thuận lợi để chương trình diễu binh, diễu hành được tập luyện công phu từ các cán bộ chiến sĩ sẽ được truyền tải tới quý vị khán giả một cách trọn vẹn nhất. Và lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút ngày hôm nay trên kênh sóng của Truyền hình Công an Nhân dân và các nền tảng số. Kính mời quý vị cùng theo dõi.